Thưa quý vị, bằng tấm lòng thiện nguyện, thương người như thể thương thân, nhiều cá nhân tổ chức và thậm chí kể cả người nước ngoài đã sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng liên tiếp và kéo dài của COVID-19. Xuyên suốt những đợt dịch bệnh, rất nhiều chương trình phiên chợ không đồng, gian hàng không đồng, siêu thị không đồng đã diễn ra trên địa bàn Đà Nẵng, hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Điều đặc biệt hơn là nguồn kinh phí để tổ chức được các địa phương vận động từ các nhà hảo tâm quyên góp. Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, phường Thanh Bình, quận Hải Châu là một cá nhân tiêu biểu của phường Thanh Bình vì đã đóng góp rất nhiều trong công tác an sinh xã hội tại phường trong các đợt COVID-19. Gần đây nhất, chị đã hỗ trợ phần lớn cho phiên chợ không đồng tại phường, vừa tiền mặt và cả hiện vật. Gia đình chị cũng khó khăn lắm, nên giờ trừ chị nghĩ về là mình dù gì mình cũng hơn người ta. Nên giờ trừ là chị cũng chung tay giúp cho gia đình mấy gia đình hộ khó khăn, họ khắc phục về khó khăn để qua cái dịch này, để ổn định, để người dân đi làm. Dự án Đà Nẵng là dự án đã hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng trong 18 năm qua. Theo đó, trong những năm thành phố bị ảnh hưởng dịch bệnh, dự án Đà Nẵng đã tích cực giúp đỡ cho các nạn nhân chất độc da cam và trẻ mồ côi tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn. Gần đây nhất, dự án đã kêu gọi nguồn kinh phí khoảng 100 triệu đồng từ những người bạn quốc tịch Mỹ để hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do COVID-19 trên địa bàn quận Liên Chiểu, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình. Mình chỉ muốn làm góp một cái phần rất là nhỏ để mời phụ giúp thêm với những cái hoàn cảnh gặp khó khăn trong cái giai đoạn này. Còn trong tương lai thì dĩ nhiên là mình sẽ tiếp tục là kêu gọi từ các bạn bè người Mỹ, những người mà có những cái tình cảm rất là đặc biệt với Việt Nam, để tiếp tục kêu gọi những cái dự án đó để giúp đỡ thêm nhiều hơn nữa những cái hoàn cảnh mà cần được giúp đỡ. Dự án Đà Nẵng của Mỹ thì trước đây là tiền thân là Quỹ Đà Nẵng Quảng Nam. Thì họ cũng có nhiều cái hỗ trợ cho bà con khắc phục hoàn cảnh khó khăn, vượt qua đại dịch và ổn định cuộc sống. Dẫu dịch bệnh thì ai cũng có khó khăn, nhưng mỗi nhà hảo tâm đều quan niệm rằng bản thân có phần đỡ khó hơn họ thì giúp được một phần nào đó là điều nên làm. Qua đó, chung tay cùng thành phố đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong thời điểm gian khó này.